Minh xin chào quý vị các anh em đang theo dõi trên kênh YouTube của Minh ạ. Em có mấy món mới về giới thiệu với các bác. Đó là một đầu tiên là một siêu phẩm âm ly đèn của hãng Chi. Dạ, con này là xin phép dùng từ gọi là siêu phẩm tại vì cái model này được không chỉ ở trong nước chúng ta chơi, những bác chơi đánh giá cao mà chủ yếu là bên nước ngoài họ đánh giá cái model VIP này rất là nhiều. Dạ, chúng ta cùng quan sát. Đây là siêu phẩm Chiot TRX PM4 ạ. Con này thời điểm cách đây khoảng gần một năm thì em nó dao động khoảng 35 triệu các bác. Đó, con này nó khác biệt hoàn toàn so với những con Chi thông thường. Đây các bác, các bác nhìn thấy con Chi K88 này, nó nhìn nó chỉ là chữ thường thôi. Nhưng đối với những bản VIP ạ, bản giới hạn ấy, thì cái logo của hãng Chi họ viết đầy đủ tên và cái logo này nó là logo được đóng triện chữ nổi nha các bác. Đó, nên con này phải nói là từ xuất âm cho đến chất lượng âm thanh của nó cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, các bác nhìn nó khôn thế này. Đó, bác nào mà đang có những cái dòng tan noi như là 604E, những dòng 604 hay là Antec. Đấy, hay là các bác chơi những toàn giải lau thơ hay là Fostech, chơi con này thì phải nói là chấm hết luôn. Rất là hay trong tầm giá, tại vì trong video này em Minh về một con máy nó tuyệt vời thế này nhưng mà có mức giá cực kỳ là tốt, chỉ có 25 triệu thôi. Đấy, các bác lưu ý cho em, chỉ có 25 triệu thôi ạ. Nó dành cho con Chi bản VIP này nhé. Đấy, TRX PM84, các bác có thể tham khảo thêm ở trên mạng với cái model này để chúng ta có thêm kiến thức, có thêm cái dữ liệu để chúng ta tham khảo. Toàn bộ bóng ở trên máy này là bóng zin hết ạ. 4 bóng Chi zin L34. L84, 3 bóng rồi này, 12 và 12 AX và 12 AU7 cũng là máy zin, bóng zin luôn. Đó. Và ngoài ra thì em về thêm được một quả cặp loa này dành cho các bác vừa nghe vừa trưng bày này. Cái mức giá nó cũng rất là dễ chịu. Đấy, cặp loa hết số của cái con model này này. Đấy, đây là cái model 90. Đây là cái model hết số nhá. Quả chép đầu đạn cực kỳ là rất là lớn này. Đó. Một cái loa mít, màng giấy và nón nhôm. Một quả bát là bát lòng giấy 32. Bát đánh rất là lực. Và đặc biệt cái cặp mà Onkyo M90 này, nó về là tình trạng là loa zin và cái series là series đúng đôi đúng cặp. Các bác lưu ý cho em, đúng đôi đúng cặp. Đó. Series gọi là series tiền kè đó các bác. Nên các bác không bị lo sợ là lệch đời xa quá cái màng loa nó sẽ xấu. Còn đây là màng loa nó đẹp long lanh. Đó. Long lanh như nhau, rất là đẹp. Và cặp này thì chơi đa thể loại, các bác vừa nghe nhạc vừa trưng bày và karaoke gia đình. Rất là tốt nha, 120W, rất là dễ phối ghép. Đôi cặp này em có mức giá cực kỳ là tốt luôn, chỉ có 11 triệu 500 ngàn đồng thôi các bác. Và cái model cuối cùng đó là cặp loa em mới về, là cặp loa Yamaha model NS890. Con này là một bản phiên bản nâng cấp cuối cùng của cái dòng 690. 690 nó có những 3 đời, 4 đời rồi đó. Thì con này nó là cái model cuối cùng. Thì nó nâng cấp lên là 4 đường tiếng các bác. Đấy, bát 30 này. Màng giấy này, một trung 12, một trung đom 12 nữa và một loa chest đom. Đấy, titan. Con này thì vừa nghe vừa hát gia đình cũng rất là tốt, không thua kém gì người anh em NS1000 monitor các bác. Đấy, đặc biệt con này là bát màng giấy nên đánh cái tiếng nó rất là nặng tiếng và sâu. Các bác chơi karaoke gia đình thì cũng rất là lợi lời ca nhá. Và cặp này của em về trong tình trạng cũng là loa bãi và trùng series. Đấy, đúng vế left right đối xứng. Được chưa ạ? Đó. Rất tuyệt vời. Và mức giá cho ngày Tết chơi thì cũng rất là mềm mại, chỉ có 9 triệu 500 ngàn đồng dành cho cặp loa Yamaha NS890 thôi. Đấy, thì bác nào hiện tại đang có cần một cái cặp loa hàng xịn sò, đó, hàng xịn chuẩn chỉ, đúng đôi đúng cặp là một, mức giá vừa tầm, vừa dễ dàng phối ghép,
cũng như là kết hợp vừa chơi đa năng, nghe, trưng bày và karaoke gia đình, thì có thể chơi cặp này nữa. Dạ, mức giá chưa đến 10 triệu, 9 triệu 500 ngàn đồng. Đó, đấy là những ba cái món em mới sưu tầm về. Thì bác nào có nhu cầu chơi thì các bạn nhanh tay alo cho em. Để qua tuần thì bên bưu điện sẽ không có nhận ship xa nữa đâu. Nên các bác có nhu cầu thì alo ngay cho em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.